Xin chào quý chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Hiện tại trước mặt em đây đó là chiếc Hyundai Creta phiên bản tiêu chuẩn. Thì trong video này thì em xin phép cập nhật đến quý anh chị chính sách giá của Creta thời điểm tháng 9 năm 2023. Thì như hiện tại thì nó vào khoảng giữa tháng 9 2023 thì Hyundai Creta cũng được làm một chiếc xe phân khúc hạng B gầm cao được bán rất là chạy trong thời gian vừa rồi. Thì thời điểm này em sẽ cập nhật đến quý anh chị chính sách giá bán, giá lăn bánh của 3 phiên bản tiêu chuẩn. Thì hiện tại mức giá bên em bán cho quý hàng đó là khoảng 593 triệu và lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang đâu đó rơi vào khoảng 630 triệu. Phụ kiện tặng kèm cho xe đó là phim kích nhiệt này, dán tất cả kính phim New Sun của Mỹ, bên em bảo hành 15, trải sàn da, trải hết sàn nỉ dưới thành sàn da và bọc vô lăng da. Đó. Trong tháng 9 này thì bên em có tặng cho quý hàng đó là camera hành trình chất lượng full 2K, nó còn cao hơn cả HD nữa cơ, quay cả trước cả sau, có kết nối với điện thoại thông minh đó, và bảo hành cho quý hàng cam hành trình là 12 tháng. Thì với mức giá lăn bánh đó là khoảng 630 triệu thì Hyundai Creta phiên bản tiêu chuẩn này sẽ có những cái đặc điểm nổi trội như là đèn nổ từ xa này, hệ thống đèn tự động này, công nghệ cảm biến áp suất lốp này, đấy, đèn LED định vị ban ngày, rồi có ghế da, rồi có camera lùi, có tay nắm cửa mạ chrome, có lên xuống kính lái bằng chìa khóa, cửa gió điều hòa hàng ghế sau thì cũng được trang bị cho tất cả 3 phiên bản. Với phiên bản đặc biệt thì với mức giá niêm yết đó khoảng 680 triệu thì bên em đang giảm cho khách hàng đâu đó khoảng gần 40 triệu với mức giá bán chỉ là 642 triệu thôi. Và lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang đâu đó rơi vào khoảng 680 triệu. Thì quà tặng cũng như bản tiêu chuẩn đó là phim kinh nhiệt, trải sàn da, bọc vô lăng và cam hành trình. Phiên bản cao cấp thì cũng được giảm giá rất là nhiều. Phiên bản cao cấp thì đang được chào bán với mức giá là 693 triệu. Và lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang thì đâu đó khoảng 730 triệu. Vâng, 730 triệu. Thì các phiên bản cách nhau đâu đó rơi vào khoảng 40 đến 50 triệu. Thì phiên bản đặc biệt sẽ hơn phiên bản tiêu chuẩn này một số điểm, như là hệ thống đèn LED này, rồi thì điều hòa tự động này, hệ thống túi khí cũng như là la răng được phay xước, và loa, hệ thống giải trí của xe là loa Bose cũng như là ga tự động cruise control. Trên phiên bản tiêu chuẩn này thì em có đèn LED định vị ban ngày, có hệ thống đèn chiếu gần và đèn chiếu xa, đó là bi LED kiểu chiếu projector đó, và có đèn xi nhan tích hợp luôn ở vị trí này. Đấy. Đèn halogen thì nó có một cái ưu điểm là giá thành rất là tốt, và hệ thống đèn xi nhan đèn halogen thì phá xương rất là hay, tốt hơn đèn LED mà tuổi thọ không được cao và không được thời trang như đèn LED. Thì cảm biến áp suất lốp thì cũng được trang bị ở trên chiếc xe Hyundai Creta này. Đấy. Đến phần gương xe thì được chỉnh điện, gập điện và tích hợp sấy gương. Và tay nắm cửa thì được mạ chrome, tích hợp nút bấm. Rồi đến phần đuôi xe thì tích hợp cụm đèn hậu dạng LED, có hệ thống camera lùi, cảm biến lùi. Và đây là mức tiêu hao nhiên liệu rất là đáng nể của Creta. Đi khi mà đi anh chị đi đường trường thì hết khoảng 5,2 lít này. Trong đô thị thì hết khoảng 7,5 lít và đi đường kết hợp cả đường trường và đô thị thì chỉ rơi khoảng 6,1 lít thôi. Đấy là một con số tiêu hao nhiên liệu của một chiếc xe hạng A mà nó lại nằm trên một chiếc xe phân khúc hạng B tầm cao như vậy. Đến phần cốp xe thì cốp xe được trang bị với khoang thích cốp rất là rộng. Tại vì kích thước của xe Creta cũng khá tốt trong phân khúc. Đó, với một cái cốp rộng như này thì anh chị có thể mang được rất là nhiều hành lý. Khi mình đi công việc, đi du lịch đó. Phiên bản Creta thì tất cả các phiên bản thì đều được trang bị nó lốp phụ đó là răng thép. Cốp thì nó vẫn là cốp chỉnh cơ. Cốp chỉnh cơ thì có một cái ưu điểm là nó rất là bền, chả có việc gì mà phải hỏng hóc cả. Đến với phần nội thất thì anh chị có thể thấy đó là nội thất có tông màu đen kết hợp với cả trần, đó là trần màu sáng
thì cho cái nội thất rất là hài hòa và sạch sẽ, màu đen rất là sạch ạ. Đấy, trên cái bệ tùy tay của phía người lái thì có những cái nút bấm như là chỉnh gương, rồi gập gương, chỉnh điện, lên xuống tất cả các kính. Trên phiên bản đặc biệt thì sẽ có loa Bose tích hợp đặc biệt trở lên, đặc biệt cấp sẽ có loa Bose. Trên chiếc vô lăng 4 chấu này thì anh chị có thể thấy đó có những cái phím như là đàm thoại dành tay, tăng giảm âm lượng, chuyển kênh, rồi cũng được mạ và sơn bóng rất là tinh tế. Đó, có công nghệ đèn tự động như em vừa nói. Trên chiếc màn hình giải trí trung tâm kích thước 10.25 inch này thì sẽ có những cái công nghệ kết nối Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto và có những cái công nghệ mà khác biệt so với cả các cái xe phân khúc khác, đó là công nghệ Navitel có tích hợp bản đồ định vị dẫn đường do Hyundai thành công phát triển cho thị trường Việt Nam. Thì cái bản đồ định vị này thì nó sẽ giúp cho quý anh chị là cảnh báo tốc độ này, rồi thì tìm kiếm những cái cung đường bất kể những cái vị trí nào trên cái đất nước Việt Nam này, và nó là có định vị cho anh chị luôn. Về điều hòa thì xe được trang bị điều hòa chỉnh cơ, còn phiên bản đặc biệt và cao cấp là điều hòa tự động. Đấy, phanh tay điện tử thì cũng được trang bị cho tất cả 3 phiên bản, có giữ phanh auto hold, rồi thì có một cái cần số thiết kế rất là đẹp và tinh tế. Ghế thì được bọc da cho tất cả 3 phiên bản, và đặc biệt trên phiên bản cao cấp thì sẽ có gói Hyundai Smart Sense, và có một cái nữa đó là cái hệ thống thông gió để làm mát cho hàng ghế phía trước. Rồi, cùng em đến với cả hàng ghế phía sau. Thì anh chị có thể thấy hàng ghế phía sau của xe được thiết kế rộng và có một cái độ ngả lưng ghế tốt. Có móc khóa trẻ em Isofix khi mà anh chị có em nhỏ, nhà có em bé mà cần để em bé bên phía dưới ở đằng sau xe. Xe cũng được tích hợp cửa gió điều hàng ghế sau cho cả 3 phiên bản và có cổng sạc USB tích hợp thì giúp cho anh chị sạc những cái thiết bị số rất là tiện lợi. Và loa của phiên bản đặc biệt và cao cấp được trang bị đó là loa Bose. Thì vừa rồi thì em vừa review sơ qua cũng như là báo giá cho anh chị về chiếc Hyundai Creta. Thì anh chị quan tâm đến chiếc xe này thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Em xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi. Anh chị cho em một like, một đăng ký kênh và góp ý dưới phần bình luận để em có thể tư vấn rõ hơn cho anh chị về giá cũng như những cái màu xe sẵn giao. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.